Rồi, chào các bạn quay trở lại với Quimax Tech Garden. Lâu lắm rồi lại quay lại cái bể cá koi 4-5 tuổi rồi. Thì cái bể cá koi của mình thì mình chơi theo cái phong cách là dân dã bình dân thôi, cũng không cao sang hoa mỹ gì, đơn giản vườn tược và cá thôi, không nặng nề gì lắm. Thì bây giờ nó đang là cái mùa mưa tháng 7 nên là nước mưa nó xuống. Đây các bạn để ý thì những con cá koi khi mà sau mưa thì thân hình nó bị đỏ. Đây là cái biểu hiện của pH nó thay đổi cái môi trường. Nước mưa này thì nó cũng làm cho táo rêu nó phát triển rất là nhanh, nấm vi khuẩn nó kích hoạt lên. Thì cái kinh nghiệm mấy năm của mình thì sau khi mà mỗi trận mưa này, chúng ta cứ phàng muối hạt xuống là hiệu quả nhất. Đây, muối nó làm cái độ pH nó ổn định hơn, diệt khuẩn, diệt táo, mà lại làm cho cái thẩm thấu của con cá nó khỏe mạnh hơn, đề kháng tốt hơn. Rất đơn giản, rẻ. Đâu đó bây giờ có 7.000 một cân. Cái con cá koi ấy, nó chịu được 7%, tức là một khối 7 cân, cái hồ này 37, 3 khối rưỡi, 37, 21, 20 cân không sao. Nhưng mà mình không nên cho nên dồn dập ngay một lúc, cứ từ từ thôi. Bổ sung như đây là mình sau trận mưa căng căng thì mình làm 2 cân. Cũng không phải gì cứ đó tháng luôn họ cũng được. Không có gì mà phải năn tăn suy nghĩ gì cả. Phàng tháng xuống hồ luôn, đấy. Lâu ngày không ra chơi với chung quá nó hơi hoảng. Nó chấp nhận là vậy. Ở đây mưa gió lá cây nó xuống rất là bẩn. Nhưng mà thôi, mình thì theo dân dã thôi. Bơm đâu đó có bơm 6 khối, 6 khối một giờ 50W, điện mỗi tháng có 100.000. Dù có cá khỏe cá ngắm chơi là được. Đây, các bác nào mà chơi đẳng cấp rồi thì để cho em chém gió tí. Còn đây là em chơi theo hệ dân dã, ngon bổ rẻ, ít tiền. Mà thực ra nó cũng hiệu quả đấy, không phải là không hiệu quả đâu. Đấy, ok. Đấy, cứ đục một tí thôi, nhưng mà cá khỏe là ok rồi. Ngay cả mấy con cá dưới ao này, nước mưa cái là cái nước bình thường nó trong vắt, nhưng mà mưa cái nhìn trông nó khác hẳn ngay. Đây, ở đây em thả chút vài con koi để ngắm tự nhiên thôi. Ok, bác nào mà có cái kinh nghiệm gì hay thì chia sẻ hoặc comment dưới video để cộng đồng koi cơ cùng nhau phát triển. Em thì đam mê chim cây, cá cảnh, gà, các kiểu. Nói chung là mê cái gì khổ cái đấy. Chả bao giờ có tiền ở trong túi cả. Đấy, chim, cá, rùa, các kiểu. Ok, chúc các bác tràn đầy năng lượng.